Bạn này bạn hỏi câu khá là hay này. Luật sư ơi, bố mẹ chồng tặng cho đất sang tên cho một mình chồng em thôi, không có tên em. Vậy tại sao khi chồng em mang sổ đi cầm ở ngân hàng lại cần cả chữ ký của hai vợ chồng ạ? Các bạn nghĩ như thế nào? Đầu tiên bạn này chưa nói rõ là cần chữ ký trong cái vấn đề thế chấp hay cần chữ ký trong vấn đề vay. Nếu mà vay ấy, thì ở góc độ ngân hàng bao giờ người ta cũng thích là cả hai vợ chồng cùng xác lập khoản vay đó. Tại vì sao? Thứ nhất là tránh được tranh chấp sau này không đáng có giữa hai vợ chồng về khoản vay. Thứ hai là cột được cả hai vợ chồng vào một cái khoản vay chung ấy, thì sau này thi hành án hay là xử lý khoản nợ đó dễ hơn rất là nhiều là một người. Trường hợp thứ hai trả lời cho bạn là điều 33 của Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định là gì? Tài sản riêng của vợ chồng là tài sản mà được tặng cho riêng, tức là cái đất đó chồng bạn được tặng cho riêng là tài sản riêng của chồng bạn. Tuy nhiên hãy lưu ý khoản 3 của điều này quy định rằng là trong trường hợp mà hai vợ chồng có tranh chấp về một cái tài sản mà không có chứng cứ để chứng minh nó là tài sản riêng của bên nào thì nó được xem là tài sản chung. Vậy thì ngân hàng muốn căn cứ vào điều này để cột bạn vào đó luôn. Sau này tránh trường hợp là giữa bạn và ông chồng đó tranh chấp cái đất đó thì khi đó trở thành tài sản chung, ngân hàng mà phát mãi thì không thi hành được cái phần của bạn. Hai vợ chồng cùng đồng ý thế chấp cái tài sản đó cho ngân hàng. Sau này nếu như ông chồng không trả nợ được, ngân hàng hoàn toàn có quyền để mà xử lý cái tài sản đó để thu hồi nợ. Cho nên ngân hàng yêu cầu hai vợ chồng ký là có lợi cho ngân hàng về sau.